Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn có khỏe không? Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay đã thứ năm rồi, sắp sửa lại cuối tuần rồi các bạn ơi. Thì trước khi đi vào chia sẻ, không quên gửi lời chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an mỗi ngày. Thì hôm nay mình có một cái câu chuyện cũng nói về Việt Kiều. Và câu chuyện như thế nào? Mong các bạn xem hết video và nhớ cho U70 cái like nhé. Động viên an ủi U70. Thì có một anh Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ, về Việt Nam tìm vợ. Thì cũng có rất nhiều trường hợp anh Việt Kiều hoặc chị Việt Kiều muốn lấy vợ, lấy chồng ở Việt Nam nhưng mà rất là khó tìm. Cũng có nhiều đôi thành công tìm qua mạng. Và anh này thì nếu như lúc đầu nghĩ thì anh ấy cảm thấy quá là may mắn, hạnh phúc vô cùng. Vì anh ấy về Việt Nam, anh ấy được người quen giới thiệu cho anh ấy một cô bạn gái rất là xinh đẹp, dễ thương. Và chợt nhìn một cái là anh ấy đã cảm tình liền và cô ấy cũng ưng anh ấy liền. Và từ đó thì hai bên cứ tìm hiểu nhau qua lại, và anh ấy cũng dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng, đi uống cà phê, đi chỗ nọ chỗ kia để mà nói chuyện tìm hiểu. Bởi vì cách quả nửa quả địa cầu mà có biết nhau đâu, chỉ qua giới thiệu thôi. Thì anh ấy cũng muốn tìm hiểu, nhưng mà những cái lần mà đi nói chuyện với nhau, đi ngồi ăn, đi nhà hàng thì anh ấy nói chuyện với cô này thì thấy cô ấy rất là tình tứ, bẽn lẽn. Mà cô ấy chính thức là người thành phố chứ không phải là người nông thôn. Mà anh ấy cảm tưởng là cô ấy cứ như là ở trên rừng ấy, như là người dân tộc ấy. Rất là bẽn lẽn, dễ thương mà cười không bao giờ cười hết hết, cười to, cười chỉ nhoẻn miệng cười thì trông rất là duyên dáng, dễ thương, xinh xắn. Cô ấy, anh ấy yêu cô ấy lắm. Và ăn uống thì ngồi gần, cô ấy cũng không dám ngồi gần anh đấy, không muốn ngồi gần. Và anh ấy muốn gắp cho cô ấy thì cô ấy cứ cười, chỉ có cười, và cầm bát né tránh, không muốn để cho anh gắp cho, không muốn anh quan tâm. Và ngồi cùng thì nhiều lần anh ấy muốn cầm tay cô đấy, muốn chạm vào tay cô đấy, nhưng cô ấy toàn là né tránh. Mà né tránh rất là ý tứ và tế nhị. Thì từ những cái đó là anh này càng yêu cô này và càng trân trọng cái mối tình của mình. Và anh ấy thầm nghĩ, anh ấy đã được một cô vợ có thể là như ý muốn. Và rồi tiếp tục tìm hiểu nhau, đi chơi, và anh ấy cũng dẫn cô ấy về nhà. Và gia đình thì rất là quý cô ấy, rất là thích. Và đã nói là thời nay mà vớ được con gái như thế rất là hiếm. Trên cả nhà đều trân trọng, cả nhà đều nâng quý cô bạn gái của anh đó, mà rất rất là thích, rất là chiều chuộng, rất là dễ thương. Và còn nói về anh ấy thì anh ấy cũng không được đẹp, xấu trai, lùn, không, nếu như so với cô đấy thì không xứng đôi vừa lứa. Và cô ấy đưa anh ấy về về nhà ra mắt gia đình. Thì gia đình thì cũng chỉ gọi là bình thường thôi, không kiểu như là không vồ vập hoặc là không chiều chuộng anh đấy, hoặc là nói chung là rất là bình thường. Thì anh ấy chỉ nghĩ một cái điều đơn giản, có thể là người ta giữ ý, bởi vì người ta sợ là vồ vập anh ấy, rồi chắc là thấy anh ấy là Việt Kiều cho nên là vồ vập, cho nên là họ họ như thế. Thì anh ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi, mà anh ấy rất rất là vui, rất rất là phấn khởi, rất rất là vui. Và anh ấy nghĩ là thôi thì mình đã lấy vợ muộn màng,
mà vớ được cô vợ như thế này đúng là trời cho. Và hết phép thì anh ấy đi. Anh đi thì tháng nào anh ấy cũng gửi tiền về cho cô ấy, tháng nào cũng gửi tiền về. Trong cái thời gian mà ở nhà 2 tháng tìm hiểu nhau và nói chuyện thì anh ấy rất cô ấy rất là bẽn lẽn ý tứ và không có một ra đưa không có đưa ra một cái điều kiện gì và cũng không hỏi cái gì về anh ấy như thế nào. Mà anh ấy cảm thấy là cô này cô ấy có vẻ là không phải là đần mà là ngoan hiền và không có đòi hỏi, không có yêu cầu, không có cái gì hết. Cho nên là anh ấy rất là trân trọng và khi mà đi ý, là anh ấy đưa tiền cho cô ấy để ở nhà chi tiêu thì cô ấy còn không lấy, cô ấy đưa đẩy cô ấy không lấy nhưng mà anh ấy cứ để. Và khi mà đi thì mỗi tháng anh ấy gửi về cho cô ấy 500 để tiêu pha sinh sống. Và cô ấy cũng đi làm, cô ấy đi làm ở nhà hàng thì anh ấy không muốn cô ấy đi làm nhà hàng nữa, vất vả đi về đêm hôm thì anh ấy nói là thôi không đi làm nữa, ở nhà anh gửi tiền và anh nuôi. Thì cô ấy nói là cô ấy cũng muốn vận động và cũng có muốn có đồng tiền của mình làm ra, chứ bây giờ ở nhà sinh sống bằng tiền của anh rồi, ở nhà ăn chơi rồi, mọi người người ta sẽ nói ra nói vào, người ta sẽ nói là quen được Việt kiều mà đang đang đi làm được bỏ làm ở nhà ăn chơi thì em cũng không muốn. Thì anh ấy cũng thấy là cô ấy nói có lý thì anh ấy cũng thôi kệ đi, anh ấy cũng trân trọng cái lời nói đó. Nhưng mà mỗi tháng anh ấy gửi về cho 500 thì lúc đầu ấy là gửi cứ lúc bình thường tháng nào cũng gửi 500 và đến một ngày thì cô ấy mới đặt vấn đề là anh ơi anh về gia đình nhà em anh có thấy gia đình nhà em như thế nào. Thì anh em không hiểu là cô ấy hỏi như thế này là cái gì và anh cũng cứ hỏi hỏi thì cô ấy mới nói là anh không thấy gì à, nhà em ấy dột nát lắm, nhà quê nghèo lắm anh ơi, chỉ gợi ý thế thôi. Thế là cô ấy biết anh ấy biết anh ấy gửi về cho 10.000 đô la để cho nhà cô ấy sửa nhà và sắm sửa những cái thứ cần thiết. Thì khi mà dùng hết thì cô ấy nói là thì anh mới hỏi là thế nào có ổn không, đã đủ chưa, thì cô ấy nói là chưa đủ anh ạ. Nhưng mà thôi đấy, nhưng mà thật ra thì như anh đánh giá thì cô ấy ở trong bụng cô ấy muốn lắm nhưng mà cô ấy nói thế. Thì anh lại gửi tiếp 5.000 nữa và anh ấy nói là anh ấy sẽ làm giấy tờ, xin giấy tờ để anh ấy về anh ấy cưới cô ấy cho sang Mỹ. Thì khi mà làm giấy tờ sang Mỹ, làm giấy tờ sang Mỹ thì khi mà về nhà về Việt Nam cưới nhau ấy, cưới nhau rồi thì anh ấy động vào cô ấy thì nghe chừng cũng rất rất là khó khăn. À không, như này, lúc trước lúc mà chưa cưới ấy, thì anh ấy đừng có nói gì động vào cơ thể của cô ấy mà cầm tay còn khó. Cho nên là anh ấy nghĩ là thời nay mà con gái như thế rất là khó hiếm, cô ấy, anh ấy trân trọng cái điều đó. Thì anh cũng nghĩ là cô ấy muốn dành những cái gì cao quý thiêng liêng nhất để đến lúc mà hai vợ chồng gọi là cái gì nhỉ, cái ngày 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 đầu mới cưới nhau ấy, gọi là cái gì, ngày đầu phòng hay cái gì, đêm tân hôn, để cho nó được được trọn vẹn. Anh ấy nghĩ thế thì anh ấy cũng rất là trân trọng, anh không đòi hỏi. Và đến lúc đi thì thật ra là cái cầm tay cũng khó mà cái nụ hôn anh ấy rất nhiều lần, anh ấy rất muốn nhưng mà cô ấy toàn là lé thôi, nụ hôn còn khó đừng có nói đến là động vào cơ thể của cô ấy. Đến lúc đi thì anh ấy làm giấy tờ anh ấy gửi về thì anh ấy dặn cô ấy là ở nhà nộp giấy tờ và nộp giấy tờ của em đi để cho nó đầy đủ, mà khi nào mà người ta báo là giấy tờ đã xong thì báo cho anh là anh bay về, lúc đấy chỉ việc là đăng ký và tổ chức
cưới thôi, nó không mất thời gian. Bởi vì anh phải tranh thủ anh làm, anh kiếm tiền, rồi anh thuê nhà to, anh đóng bảo hiểm cho em, rồi tất cả mọi cái phải chứng minh thì mới cho em sang đây được. Chứ cả nó khác, anh em không hình dung được. Nhưng mà thôi, anh nói như thế nào thì em cứ nghe lời anh đi. Và cô ấy nhận giấy tờ và cô ấy đã nộp giấy tờ. Thì đến một ngày là giấy tờ đã xong và cô ấy báo với anh ấy là giấy tờ ngày này đã xong, anh bay về đi để tổ chức đám cưới. Thì anh ấy rất rất là mừng, anh ấy mừng lắm. Và bay về thì tổ chức đám cưới thì đám cưới anh ấy cũng rất anh tổ tổ chức rất là hoành tráng để cho cô ấy mở mày mở mặt. Là anh cô ấy nghĩ là đời anh ấy nghĩ là đời con gái ai cũng muốn tổ chức đám cưới mà nó được hoành tráng, cô dâu diện mạo để cho cô ấy sung sướng. Anh ấy cô ấy xứng đáng là được một cái đám cưới trịnh trọng như thế, thì anh ấy rất là cố gắng. Và khi mà cưới xong ấy, cái đêm động phòng ấy khó lắm, mất cô ấy cứ bẽn lẽn, cô ấy cứ cười thôi, và cô ấy cứ cười thôi. Và đến lúc mà được gần một tuần thì anh ấy mới động được vào cơ thể của cô ấy, và lúc đó mới tá hỏa ra. Các bạn có biết là tá hỏa cái điều gì không? Cái tá hỏa ra là mới biết là cô này không còn con gái nữa. Anh ấy rất buồn và đau lòng, và anh ấy rất buồn, anh ấy không thể tưởng tượng được, anh ấy không thể, cái đó anh ấy không thể nghĩ trước, không thể nghĩ trước được điều gì. Thế này anh ấy rất là buồn. Và anh ấy nói cô ấy, thì cô ấy mới nói là cô ấy mới khóc, cô ấy nói này, em rất là buồn, em rất thương anh, nhưng mà bởi vì em không còn con gái nữa cũng là do yêu nhau mà em quá tin cái người đàn ông đó. Người ta đã phản bội em và người ta đã làm cho em không còn con gái nó nữa, thì từ đấy em rất là ác cảm với đàn ông, em rất rất là sợ và em phải giữ như thế. Thì em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Và ông chồng ông nghe thì ông ấy cũng phải chấp nhận và cũng 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 thôi thì phải quên đi, bởi vì anh ấy nghĩ là con gái thời nay thì còn con gái rất là hiếm. Và anh ấy cũng rất là thương cô ấy và nhìn cô ấy cũng nết na thùy mị và xinh gái nên là rất là yêu thương, nên là anh ấy cũng không thể bỏ được. Và từ đấy thì mỗi một lần vợ chồng mà tình cảm với nhau ấy, thì cô ấy cũng không có mặn mà không có cái kiểu như là cưỡng ép thôi, chứ cô ấy không có thích. Cô ấy, anh cảm tưởng như là cô ấy không có coi đây là một người chồng đích thực của cô ấy sao ấy. Anh ấy chia sẻ thì anh ấy rất là buồn, và anh ấy hỏi thì cô ấy không nói, cô ấy chỉ cười thôi. Và đến lúc mà anh ấy đã mang được cô ấy sang bên Mỹ rồi, và cô ấy đã có thai, thì cô ấy đã có thai. Và trong cái thời gian mang thai, cô ấy không cho anh ấy động vào cơ thể của cô đấy, không cho động. Cứ động thì cô ấy nói là cô ấy muốn là không có động gì đến con, để cho con nó yên, thì cô ấy thương con. Và cái cơ thể của cô ấy kiểu như lúc ấy, lúc nó có bầu nó cũng mỏi mệt rồi, nó cũng ngén nghiếc rồi, nó cũng cũng không hứng thú. Thì anh ấy cũng thông cảm, anh cũng thôi cố chịu. Và đến lúc đẻ xong thì cũng vậy, như người ta nhiều người ấy, là người ta chia sẻ là người ta đẻ xong ấy là trong 3 tháng đầu là vợ chồng không được đụng đến nhau. Nhưng mà đây 1 năm trời nữa tiếp theo, cả cái thời kỳ mà cô ấy chữa đã không cho anh ấy động rồi. Đến lúc mà đẻ 1 năm trời cô ấy cũng không cho đụng vào. Và cô ấy
Anh ấy cảm tưởng như là cô ấy sống với anh ấy chỉ là cưỡng ép hời hợt thôi, chứ không phải là coi là đây là vợ chồng, đây là chồng của mình và đây là hạnh phúc của mình, cảm tưởng như thế. Nhưng có thể là vì là cô ấy chỉ ham đi đi Mỹ thôi. Thì nhiều lần anh ấy gặng hỏi thì cô ấy chỉ nói là người đàn bà mà sinh xong là mọi cái tiết tố nó thay đổi và nó mệt mỏi rồi, cái thời gian phải dành chăm con cho nên là nó không có hứng thú nữa, anh thông cảm. Thế cho nên là anh cũng nghe cô ấy để anh thấy có lý, anh cũng lại càng gắng chịu. Nhưng mà có một ngày như sét đánh, anh ấy là anh tin vợ, anh không có điều tra thì tìm hiểu không có cái gì hết. Nhưng mà có một ngày vô tình cái máy của cô ấy, cô ấy con cô ấy khóc thì lúc nào cô ấy cũng ôm cái điện thoại khư khư ra. Nhưng mà cái lúc đấy mà con nó khóc, cô ấy vội vàng cô ấy bỏ cái máy ở bàn, cô ấy không à, cô ấy bế con. Thì không may cho cô ấy là cái điện thoại tin nhắn đến cứ teng 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 teng, thì anh ấy tò mò anh ngó vào, anh ấy giật mình là cô ấy vẫn quan hệ với một cái người yêu cũ xa xưa. Bởi vì cái người yêu cũ thì nhà nghèo nhưng mà đẹp trai phong độ, trông thì cái dáng mạo thì hơn anh chồng của cô ấy nhiều, cho nên là cô ấy vẫn quan hệ. Và từ đó thì bắt đầu anh lại tò mò, anh mở máy ra anh xem, anh mở máy ra anh xem thì cô ấy nói là lấy anh ấy là vì muốn đi Mỹ thì phải chấp nhận, còn sau này giấy tờ xong xuôi em sẽ ly hôn và em sẽ cưới anh, em cho anh sang Mỹ. Thì anh này anh ấy nghe được cái câu này anh ấy rất rất là hận, rất là bực, và anh ấy sẽ nói với cô này là tại sao anh đối xử với em như thế mà em lỡ lòng nào mà em có một cái ý định không tốt với anh như thế. Thôi bây giờ dù rằng anh rất thương em và anh và em đã có một đứa con, nhưng mà như thế này anh không thể tiếp tục với em được nữa. Anh tiếp tục anh lo cho em xong rồi em giấy tờ em xong em bỏ anh để em lấy một cái người yêu cũ anh cho em cho sang. Thì cái người đàn ông nào nếu như không biết người ta làm, còn nếu người ta biết không bao giờ người ta tiếp tục người ta làm nữa. Bởi vì vậy thì chúng ta ly hôn. Và lúc đó thì cô ấy chưa có giấy tờ, chưa có thẻ xanh, cô ấy rất là buồn mà cô ấy cứ năn nỉ, cô ấy khóc rồi cô ấy van xin rồi cô ấy hứa hẹn là cô ấy sẽ bỏ cái anh người yêu, cô ấy sẽ này khác, cô ấy sẽ không có cái ý định ấy nữa, thì xin tha thứ nọ kia. Thì anh này anh nghĩ là anh ấy không thể tha thứ được, bởi vì cô đã không còn là con gái, cũng là với cái người yêu cũ và đến bây giờ vẫn còn cứ nối tiếp như thế. Thì anh ấy không tin nữa, dứt khoát không tin, và anh ấy quyết định là bỏ. Quyết định là bỏ thì cô ấy cứ năn nỉ, nhưng mà anh ấy thương thương con cho nên là cuối cùng thì anh ấy lại phải chấp nhận để cho cô ấy ở lại để sống với cái anh ấy và nuôi con. Nhưng mà khi sống lại với nhau ấy thì cái tình cảm nó không có nhân lên. Người ta ở với nhau ấy, thì cái tình cảm hạnh phúc nó nhân lên, nhưng mà đây nó không nhân lên mà nó toàn là xấu đi thôi. Càng ngày càng tạnh lạnh nhạt, càng ngày càng 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 chán, không thể không có một tình cảm một tí nào cả. Mà nhiều nhiều lúc anh ấy nói là anh ấy rất yêu cô ấy xinh xắn nhẹ nhàng dễ thương mà ý tứ, nhưng mà đến bây giờ thì hoàn toàn là mất lòng tin và ác cảm với cô đấy, cho nên anh ấy không cũng không còn tình thương nữa, không thể vun vén được. Và đến lần thứ hai là quyết quyết tâm ly hôn, chia tay. Cô ấy
năn nỉ thế nào cũng không nghe nữa. Thì khi mà đã chia tay nhau rồi thì cô ấy không mang đứa con theo các bạn, không mang. Như người ta chơi giấy tờ chưa có phải mang cái đứa con đi để mà dựa theo con để mà ở lại, nhưng mà đây cô ấy thì chắc cô cũng không biết. Cô ấy không mang đứa con đi là vì là cái đứa con này ấy, là có con với anh này cũng không có tình cảm, cho nên là cô này cũng không thương con, cho nên là cô ấy đi cô ấy giả con, cô ấy giả con, cô ấy đi đi khi mà vợ chồng ly hôn thì cô ấy đi, cô ấy giả con và cô ấy không ở với anh ấy nữa. Thì từ đó thì anh ấy bố con nuôi nhau và cô ấy đi, thì từ đấy thì đi thì cái câu chuyện đến bây giờ thì nó cũng hai vợ chồng là chia tay nhau, bỏ nhau rồi và cô ấy ra đi rồi. Thế còn cái hậu quả tiếp theo như thế nào thì cũng không thể biết trước, cũng không thể biết được điều gì, bởi vì cô ấy nói là đã chú ấy nói là đã bỏ nhau rồi thì cứ không quan tâm cô ấy làm gì ở đâu thì cô chú cũng không cần biết, cho nên là tiếp đến thì cô chú cũng không biết là cô này cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao và như thế nào, có ở lại được hay là đi về nước thì cô chú cũng không biết được. Và bây giờ cái câu chuyện nó đến như thế thì mong các bạn xem và bình luận bên dưới như thế nào với con gái ngày nay nhé, và ủng hộ U70 nhé. Hẹn gặp các bạn đến video tiếp theo. Bye bye.